Hải Yến và Thanh Hải rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Thời tiết của thành phố Đà Lạt trong những ngày này thì đã trở nên ấm hơn rất nhiều và đặc biệt là thưa bớt những cơn mưa phải không chị Hải? Đúng vậy Hải Yến à. Thời gian trôi qua thật là nhanh phải không thưa quý vị, và chẳng mấy chốc thì chúng ta lại bước vào những tháng cuối cùng của năm rồi với rất là nhiều những kế hoạch bận rộn. Và không biết là Hải Yến có nhớ trong tháng 10 này thì chúng ta có một ngày lễ thật đặc biệt dành cho phái đẹp không? Có phải chị Hải đang nhắc đến ngày 20 tháng 10 không ạ? Và đó cũng chính là lý do mà trong chương trình ngày hôm nay thì anh Xuân Long sẽ gợi ý đến cho quý vị và các bạn những món quà thật là ý nghĩa dành cho một nửa yêu thương. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ còn cập nhật đến quý vị những thông tin giúp chúng ta phòng tránh bệnh tay chân miệng và cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố Đà Lạt từ trên cao. Và sau đó chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một linh mục luôn hết lòng vì bà con giáo dân và cộng đồng dân cư. Nhưng trước hết xin mời quý vị hãy khởi động cùng LTV. An toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn trong trường học luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Và trong thời gian gần đây, một số vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học đã dấy lên lo ngại trong xã hội về chất lượng bữa ăn của các em học sinh. Chính vì vậy, nhiều nhà trường đã có quy trình kiểm soát và chế biến thức ăn cho học sinh nhằm giải tỏa nỗi lo này. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Giám sát từ khâu nhận thực phẩm tươi sống vào mỗi ngày, nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác của thực phẩm đều phải rõ ràng, đảm bảo. Mỗi ngày, bếp ăn trường trung học cơ sở Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội chế biến gần 1.000 suất ăn trưa cho các em học sinh. Toàn bộ quy trình trao nhận cho tới khi chế biến đều được kiểm soát chặt chẽ. Có cả các ban phụ huynh cùng vào cuộc giám sát cùng với lại các thành viên trong ban chỉ đạo của nhà trường. Thế thì 6 giờ 45 phút đấy thì nhà trường cùng với lại ban phụ huynh cùng kiểm tra thực phẩm được vào. Thì tôm, cá hoặc là những cái bữa ăn trong ngày đều được kiểm soát rất là chặt chẽ. Lắp camera giám sát toàn bộ quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn trong vòng 24 giờ đã giúp cho nhà trường có thể kiểm tra được các khâu và đảm bảo an toàn thực phẩm cho các bữa ăn của học sinh. Tất cả các cái đơn vị mà cung cấp thực phẩm cho bếp ăn nhà trường thì thứ nhất về mặt hồ sơ là đầy đủ pháp lý, có tư cách pháp nhân, đồng thời là có đầy đủ giấy chứng nhận kiểm dịch an toàn thực phẩm đối với mặt hàng của mình. Cái thứ hai là chúng tôi có cái giám sát đầu giờ. Thì tất cả giám sát đầu giờ là chúng tôi giám sát bằng cảm quan như là tươi hoặc là dập hay không dập chẳng hạn như vậy. Thì chúng tôi đều có cái quá trình giám sát đấy. Đảm bảo đủ định lượng cho mỗi khẩu phần ăn, thực hiện bữa ăn an toàn là điều quan trọng mà trường mầm non Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội hướng đến. Ngay tại trường, vườn rau sạch cũng được trồng để đáp ứng 50% bữa ăn của trẻ. Nhà trường cũng đã được ký cam kết với cả Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm về việc tổ chức bếp ăn tập thể an toàn cho các con. Và nhà trường chú trọng đến việc tìm các cái nguồn thực phẩm đầu vào, ký kết cam kết với cả các cái đơn vị cung ứng có tư cách pháp nhân và đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho các con. Ăn chín thì đảm bảo là phải chia thức ăn đủ định lượng cho từng đầu trẻ của từng lớp và đảm bảo vệ sinh. Các cô trước khi chia ăn chín cho các con là phải đeo găng tay, khẩu trang, tạp dề, mũ mã, trang bị bảo hộ đầy đủ, vận chuyển lên cho các con, đảm bảo bữa ăn ngon cho các con. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn trường học, bên cạnh việc áp dụng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, Sở Y tế Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường phải thường xuyên tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên nhà bếp, ký cam kết về đảm bảo an toàn thực phẩm với các công ty, cung cấp hàng năm, bảo đảm bữa ăn an toàn cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, Đà Lạt là thành phố du lịch nổi tiếng của cả nước. Chính vì thế mà bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, giải trí, thì vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân và du khách cũng được các ngành chức năng đặc biệt quan tâm. Vậy đâu là những giải pháp cần được các ngành chức năng thành phố Đà Lạt quan tâm đẩy mạnh nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh an toàn thực phẩm? Nội dung này sẽ được phân tích trong phóng sự sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Không cửa hàng cửa hiệu, mà thay vào đó là những xe bán rong, các loại thực phẩm đường phố như xiên que, bánh tráng nướng, bắp nướng, khoai lang và nhiều thực phẩm khác trở nên tràn lan ở các tuyến đường tập trung nhiều du khách. Không được che đậy kỹ càng, không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Liệu những thực phẩm này có thực sự đảm bảo vệ sinh và an toàn cho người sử dụng? Chắc chị cũng không đủ tin tưởng lắm, nhưng mà
cũng ít khi đến đây thì cũng dùng qua thử một lần cho biết đó em. Chứ thấy cũng không được an toàn thực phẩm, nhất là khi bán ở ven đường như vậy thì chỉ thấy không được sạch sẽ lắm. Em thấy là một số người là cũng lấn chiếm lòng lề đường. Để hạn chế tối đa những vụ ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra, thời gian qua, các ngành chức năng thành phố Đà Lạt đã có nhiều giải pháp trong triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm đường phố, như thường xuyên thành lập đoàn liên ngành đi kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các hàng quán, cơ sở buôn bán thực phẩm, đồ uống. Đồng thời, vận động các đoàn viên thanh niên tại các phường, xã ra quân dọn dẹp các hàng rong, quán cóc, xây dựng mô hình tuyến đường an toàn thực phẩm, thức ăn đường phố ở đường Phan Đình Phùng và đường Nhà Chung do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2 và phường 3 Đà Lạt thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện mô hình thì cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho các cái hộ kinh doanh, là các chi hội cũng thường xuyên tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt hội cũng như là họp dân, cũng như là tuyên truyền tờ rơi để các hộ kinh doanh nắm được các cái việc bảo đảm về an toàn thực phẩm. Rồi hội cũng đã phối hợp với lại Hội Phụ Nữ tỉnh và thành phố Đà Lạt cũng tổ chức cái lớp tập huấn cho các cái hộ kinh doanh về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc mà hội phụ nữ tham gia vào cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì chúng tôi tiến hành ở 4 cái nội dung. Cái thứ nhất đó là chúng ta tăng cường cái công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ cũng như là hội viên phụ nữ về cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái thứ hai nữa là chúng tôi phối hợp trong cái công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý các cái vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái thứ ba là chúng tôi phối hợp xây dựng các cái mô hình sản xuất và tiêu dùng theo cái chuỗi giá trị. Và cái cuối cùng là chúng tôi xây dựng cái đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên về tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm trong hệ thống hội của chúng tôi. Tin rằng từ các giải pháp đang được các ngành chức năng thành phố Đà Lạt tích cực triển khai sẽ làm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra. Từ đó góp phần đưa Đà Lạt trở thành thành phố du lịch thân thiện, hấp dẫn và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và du khách khi đến với địa phương. Chị Thanh Hải nè, là một người phụ nữ thì vào ngày 20 tháng 10, chị thích nhận món quà nào nhất? Vâng, sẽ thật là ấm áp và lãng mạn nếu như chúng ta nhận được một món quà là một bó hoa tươi thắm từ những người yêu thương của mình. Và sẽ rất là thú vị nếu như đó là một món quà bất ngờ nữa. Dĩ nhiên là không phải giá trị món quà mà chính là tấm lòng và tình cảm chứa đựng trong đó. Vâng, và chính vì thế mà trong chương trình ngày hôm nay thì anh Xuân Long sẽ gợi ý cho quý vị và các bạn những món quà thật là ý nghĩa dành cho một nữ yêu thương của mình. Quý vị và các bạn thân mến, đã sắp đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 rồi. Chắc hẳn quý vị nam giới nào như Xuân Long đây cũng đang rất muốn tìm cho những người mình yêu thương một món quà thật là ý nghĩa. Và nếu quý vị nào còn băn khoăn thì ngày hôm nay hãy theo chân Xuân Long, chúng ta hãy tìm kiếm những món quà thật ý nghĩa dành cho những người mình yêu thương nhé. Xin chào Thùy Trinh. Đầu tiên thì Thùy Trinh có thể chia sẻ cho Xuân Long cũng như quý vị khán giả được biết là đối với các bạn gái còn trẻ thì những sản phẩm nào là phù hợp với xu thế thời trang hiện nay? Các sản phẩm như bên em thì có giỏ, túi sách và ví thì dành cho các chị em phụ nữ. Thì như là các mẫu dài bata như vậy thì nó có nhiều mẫu như là mẫu hoa hoặc là mẫu trơn thì dành cho các bạn trẻ. Nếu mà tính tùy theo tính của mỗi người, nếu mà năng động mà thì có cá tính thì có những mẫu trơn, hoặc là nhẹ nhàng thùy mị thì có những mẫu hoa như vậy. Đến kèm với nó thì có những các mẫu ba lô, nó cũng có nhiều màu, có màu hồng, màu đen hoặc là màu xám. Ba lô có thể đến kèm với lại túi xách, hoặc là mình có thể đeo vừa đeo chéo luôn cũng được. Vậy thì đối với những người phụ nữ trung niên thì những sản phẩm nào là phù hợp Trinh? Đối với lại các phụ nữ trung niên thì có các sản phẩm dễ sử dụng hàng ngày, thì như là có cái mẫu túi xách hoặc là những đôi giày bích vuông hoặc là mũi nhọn thì dễ vận trải trong bước đi hơn. Các mẫu túi thì nó cũng có rất là đa dạng nhiều màu, như là nếu mà người lớn tuổi hơn thì mình có thể dùng màu tối, hoặc là người mà trung vừa tầm thì mình có thể dùng các màu sáng của nó. Ví dụ như là các mẫu túi thì đa dạng, nó có màu đen hoặc là màu xám hoặc là màu tím. Những sản phẩm mà đi dạ tiệc thì những cái sản phẩm như là các giỏ túi xách nhìn nó tạo lên cái vẻ quyến rũ cho người phụ nữ,
thì có những màu rất là tươi trẻ, hoặc là những màu đấng cho dành cho người lớn hơn. Có những mẫu túi thì có vòng tay cầm bằng kim loại, nó tạo nên độ sáng của cái túi khi mà xách trên tay. Còn về những đôi giày thì ví dụ như là những đôi giày có mạ kim tuyến bên ngoài thì có thể mang trên chân mình, thì nó sẽ bước đi nó cũng sẽ đẹp hơn, sang hơn. Ưu điểm của bên em thì đối với lại nhưng những đôi giày á, thì là toàn bộ giày thì đều được lót đệm êm phía bên trong, mình đi rất là êm chân dù là giày cao hay là giày thấp. Còn những túi thì toàn bộ đều là da tổng hợp, nó rất là mềm. Vâng, xin cảm ơn Thùy Trinh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng với những chia sẻ vừa rồi của Thùy Trinh với nhãn hàng Saplanka sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những lựa chọn thật là ý nghĩa, thật là thực tế cho những người phụ nữ mình yêu thương trong ngày 20 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì bệnh tay chân miệng đang trở thành nỗi lo lắng của rất là nhiều bậc cha mẹ có con nhỏ. Tuy nhiên, để nhận biết chính xác được căn bệnh này và có biện pháp điều trị kịp thời cho trẻ thì đòi hỏi các bậc cha mẹ phải có những kiến thức cơ bản trong việc nhận biết và các dấu hiệu của bệnh tay chân miệng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì bệnh tay chân miệng đang trở thành nỗi lo lắng của rất là nhiều bậc cha mẹ có con nhỏ. Tuy nhiên, để có thể nhận biết chính xác căn bệnh này cũng như có biện pháp điều trị kịp thời cho trẻ, đòi hỏi các bậc cha mẹ cần phải có kiến thức cơ bản trong nhận biết các dấu hiệu cũng như triệu chứng của bệnh. Bé bỏng nóng, sốt, trong lòng bàn tay, trong lòng bàn chân, thậm chí là xung quanh vùng hậu môn cũng nổi bóng nước. Đó có thể là một trong những dấu hiệu của bệnh tay chân miệng. Vậy bệnh tay chân miệng là gì và mức độ nguy hiểm của căn bệnh này đối với trẻ em ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, dịch bệnh tay chân miệng đang hoành hành khắp các tỉnh thành của Việt Nam chúng ta và Lâm Đồng cũng không ngoại lệ. Và đây cũng là một vấn đề mà rất nhiều bậc phụ huynh đang quan tâm. Chính vì thế, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ với bác sĩ Trịnh Thị Hoài, bác sĩ khoa nhi của Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Lạt để tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Vâng, xin chào bác sĩ. Đầu tiên thì bác sĩ có thể chia sẻ là không biết chúng ta có những cái dấu hiệu sớm nào để phát hiện ra cái căn bệnh tay chân miệng ở trẻ không ạ? Tay chân miệng á, thì cái dấu hiệu sớm, cái dấu hiệu đầu tiên của trẻ bị bệnh nó bao gồm sốt. Sốt thì có thể là bao gồm sốt nhẹ hoặc là sốt cao. Trường hợp thứ hai á, bé nó sẽ đau miệng, rét miệng, ăn uống kém hoặc bỏ ăn, chảy nước dãi nhiều. Trường hợp thứ ba, triệu chứng thứ ba của bé á, đó là nó nổi bọng nước hoặc là nổi ban hồng ban đỏ ở lòng bàn tay, bàn chân, mông và đầu gối. Thường thì gia đình á, bố mẹ sẽ để ý đặc biệt quan tâm đến những cái trẻ trong cái lứa tuổi mà đang đi học nhà trẻ dưới 5 tuổi là bé nó hay bị nhiễm tay chân miệng đó. Thường thì cái triệu chứng nó cũng nhiều bé nó đặc trưng luôn, có nghĩa là nó nổi mụn nước lòng bàn tay bàn chân luôn hoặc rét miệng luôn. Nhưng có một số trường hợp á, thì ban đầu là bé nó sốt trong vòng một ngày thôi, nhưng mà bắt đầu nó cũng sẽ có nổi những cái dấu hiệu đó. Một số những trường hợp nặng á, có nghĩa là bé nó chỉ có sốt không thôi và những cái dấu hiệu nó đặc trưng luôn, ví dụ như sốt giật mình hốt hoảng chơi với hoặc là run chi, sốt mà không hạ hoặc co giật, đó là những dấu hiệu nặng của tay chân miệng. Vâng, thưa bác sĩ, đối với quý vị phụ huynh thì chúng ta nên xử lý như thế nào khi con em mình mắc phải căn bệnh tay chân miệng ạ? Thứ nhất á, những cái vấn đề về xử trí hay quan trọng là người nhà phải phát hiện được những cái dấu hiệu của bé nó bất thường thôi, chứ mình chưa thể biết, người nhà không thể biết được đó có phải là tay chân miệng hay không. Nhưng mà phát hiện những cái dấu hiệu bất thường, ví dụ như bé sốt hay bé nổi mụn nước hay là bé bỏ ăn, thì mình nên đến những cái cơ sở y tế để khám, để bác sĩ khám này, bác sĩ tư vấn cho mình xem đó phải là tay chân miệng hay không. Nếu mà là tay chân miệng, trong trường hợp những bé nó có triệu chứng nhẹ, ví dụ như sốt nhẹ, nổi mụn nước vào lòng bàn tay bàn chân, thì mình có thể điều trị tại nhà. Bố mẹ ở nhà có thể xử lý bằng hạ sốt, giảm đau bằng thuốc hạ sốt thông thường, vệ sinh tay chân cho con sạch sẽ, hạn chế tiếp xúc với những cái trẻ khác để cho cái hạn chế lây lan. Cái trường hợp thứ hai mà bé nó có những dấu hiệu nặng, ví dụ như sốt liên tục mà không hạ, khó hạ sốt bằng thuốc hạ sốt thông thường, hoặc là bé nó sốt trên 2 ngày, bé nó ngủ, bé nó có giật mình hốt hoảng chới với hay là run chi, đi đứng loạn choạng và nôn ói, thì những cái dấu hiệu đó là dấu hiệu của bệnh nó đã bắt đầu nó chuyển biến nặng, giai đoạn biến đổi độ, thì mình phải tốt nhất là nên nhập viện tại các cơ sở y tế để mình được điều trị và theo dõi sát. Cái tay chân miệng này nó sẽ có để lại những cái biến chứng
một số trường hợp nặng á, là nó sẽ để lại biến chứng, gây ra những biến chứng rất là nặng nề. Ví dụ như biến chứng về thần kinh, bé nó có thể bị viêm não, viêm màng não hay là viêm thân não, viêm tủy. Cái biến chứng thứ hai là về hô hấp, tim mạch. Ví dụ như bé nó có thể bị suy tim, phù phổi cấp hay viêm phổi. Những cái biến chứng đó khi mà mình được điều trị và xử lý kịp thời thì nó làm giảm cái tỷ lệ tử vong đi cho bé. Trong một thời điểm nguy cơ cao như hiện nay, bác sĩ có thể đưa đến một số lời khuyên nào trong việc phòng chống các bệnh tay chân miệng không ạ? Tại cái tay chân miệng này thì mình chưa có vaccine phòng bệnh. Mình chủ yếu là vệ sinh cho con này, vệ sinh tay chân sau khi mà mình thay quần áo, thay tã cho con. Sau khi tiếp xúc với những cái chất thải của con, ví dụ như là phân này, nước tiểu hay nước bọt. Trường hợp mà bé nó bị tay chân miệng rồi á, thì mình phải xử lý bằng cách là vệ sinh đồ chơi của bé này, vật dụng trong nhà này hay là sàn nhà. Cái trường hợp thứ ba là phải cách ly bé bị bệnh trong một tuần đầu tiên và ít nhất là phải trong 10 ngày vì cái virus nó lây lan rất là nhanh. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã đưa đến những thông tin rất bổ ích về căn bệnh tay chân miệng trong chương trình ngày hôm nay. Hải Yến này, thành phố Đà Lạt của chúng ta vốn dĩ là nằm trên cao nguyên rồi. Nhưng mà không biết là nếu mà nhìn ngắm thành phố Đà Lạt từ trên cao xuống nữa thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Nghe có vẻ hấp dẫn và thú vị chị Thanh Hải ha. Và chúng ta còn chần chờ gì nữa mà hãy cùng với Hải Yến, Thanh Hải mời quý vị cùng ngắm nhìn một hình ảnh thật là đẹp của thành phố mộng mơ từ trên cao. Đà Lạt, một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi ban tặng nhiều cảnh quan tươi đẹp, những công trình kiến trúc độc đáo cùng những con đường dốc quanh co. Nên từ trên cao nhìn xuống, thành phố hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp với nhiều cảnh sắc khác nhau. Nằm ở khu Hòa Bình, rạp chiếu bóng 3 tháng 4 là một công trình kiến trúc đã có từ lâu năm, là một nét xưa đặc trưng của thành phố Đà Lạt. Hiện tại, rạp 3 tháng 4 có 2 phòng chiếu, phòng lớn chứa 454 ghế ngồi và phòng nhỏ chứa 60 ghế. Hồ Xuân Hương, trái tim của thành phố. Khi nhìn từ trên cao, chúng ta mới có thể cảm nhận được sự rộng lớn và hình dáng vô cùng xinh đẹp của địa danh mà ai ai khi đến với thành phố Hoa đều muốn ghé qua để lưu lại cho mình những tấm hình kỷ niệm ngay ở Đà Lạt. Và Hồ Xuân Hương cũng là cảm hứng cho rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật mang đặc trưng cho mảnh đất này. Nhà văn hóa lao động tỉnh Lâm Đồng được hoàn thành năm 2015. Đây là một công trình kiến trúc đóng vai trò là điểm nhấn văn hóa. Công trình được thiết kế theo 3 khối, gồm các phòng hội nghị, phiên dịch, báo chí, khu hội trường đa năng với sức chứa 750 chỗ ngồi và các phòng chức năng liên quan. Thứ ba là khu dành cho các câu lạc bộ chuyên đề về văn hóa và thể thao. Ngoài chức năng chính, nhà văn hóa lao động còn là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, nơi sinh hoạt của các câu lạc bộ, tổ chức, hội thảo, học tập cho cán bộ, nhân viên, lao động và người dân. Thiên viện Vạn Hạnh Đà Lạt tọa lạc tại địa chỉ 39 Phù Đổ Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt. Đây là thiền viện thu hút tăng ni khắp nơi về học tập, cũng là một điểm tham quan thu hút rất đông khách du lịch. Nằm ở vị trí trên cao, nên đến đây du khách còn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Đà Lạt. Điểm đặc sắc nơi đây có lẽ là bức tượng Phật Thích Ca niêm hoa vi tiếu ngoài trời, tường cao 24m, rộng 20m. Tay phải cầm cánh hoa sen, hình ảnh đặc biệt này trong thiền tông gọi là niêm hao vi tiếu. Còn rất nhiều những không gian đầy độc đáo của mảnh đất ngàn hoa này đang ngày một đẹp hơn, đặc sắc hơn, với hy vọng thu hút ngày càng nhiều những người yêu mến thiên nhiên, cảnh vật và con người nơi đây đến để thưởng thức và trải nghiệm nét quyến rũ của Đà Lạt. Và từ những góc nhìn từ trên cao này, chắc hẳn cũng đã mang đến nhiều ấn tượng đẹp cho mọi người khi nghĩ đến thành phố cao nguyên xinh đẹp này. Thưa quý vị và các bạn, đến thăm phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc ngày hôm nay, cảm nhận đầu tiên chính là sự thay đổi tích cực từ hệ thống đường giao thông nội bộ. Và có được điều này chính là nhờ Linh Mục Dương Công Hồ đã phát huy tốt vai trò của chức sắc tôn giáo trong việc vận động cộng đồng dân cư tham gia xã hội hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng.
Linh mục Dương Công Hồ đã nỗ lực cùng người dân địa phương hoàn thiện hệ thống đường liên xóm, liên tổ dân phố, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đóng góp xây dựng địa phương đạt chuẩn văn minh đô thị. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Gắn bó hơn 20 năm với huyện Đạ Tẻ, vậy mà vừa mới chuyển đến làm chánh xứ ở giáo xứ Thánh Tâm, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc không lâu, Linh mục Dương Công Hồ đã nhận được sự yêu mến tín nhiệm của bà con nơi đây. Nhận thấy ở đây đường xá chưa có vỉa hè, khá nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ em khi đi lại trên phố, Linh mục đã triển khai xin hỗ trợ của nhà nước và vận động các nhà hảo tâm chung tay làm vỉa hè cho toàn bộ khu phố. Dự kiến đến nay kinh phí đã hơn 6 tỷ đồng. Chúng tôi thì là những người giáo dân, không có của nhưng mà có công để bỏ ra góp, góp phần tôn tạo những con đường mà đẹp cho xã hội. Hay những con đường nhựa thẳng tắp, sạch đẹp nối dài vào tận ngõ xóm như thế này cũng là nhờ Linh mục Dương Công Hồ huy động bà con cùng làm. Người có tiền góp tiền, người có sức góp sức. Có nhà còn hiến cả đất để con đường được thẳng đẹp. Đi vào thi công từ tháng 2 năm 2018, sau 4 tháng, con đường đã hoàn thiện với gần 4 km và kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Ngày xưa là cái đường đất, mình muốn làm gì rất khó khăn. Giao thông, xe cộ, thí dụ mình muốn làm nhà, chuyển vật liệu vô rất khó khăn. Mà từ khi cha xứ về, cha nhìn ra cái điều đó, nó khó khăn cho bà con, cho nên cha quyết định vận động rồi mỗi người chung sức để làm. Điều đáng mừng là người dân tại địa bàn rất tự giác, nhiệt tình đóng góp sức người, sức của, cây cối, hoa màu để mở rộng lòng đường. Một số doanh nghiệp ở các địa phương khác cũng hết sức nhiệt tình trong việc hỗ trợ kinh phí và phương tiện thi công. Mình có ý thích nói chung làm đẹp cho đời. Ở đi đâu cũng vậy, thực sự khi mà mình ở dưới Đạ Tẻ, cách đây dưới đó 24 năm rồi về lên đây, thì cũng có nhiều cái ưu tư lắm. Và được cái là mình cũng cảm ơn là chính quyền địa phương nó rất là thông thoáng, tạo điều kiện để cho bên nhà thờ cùng cộng tác với bên xã hội để mà làm những gì mà nó tốt nhất là cho phường, cho dân. Mà làm cho dân thì cũng nghĩa là làm cho chính bản thân mình thôi, mình nghĩ như thế. Như là cái núi lại bề bên kia, mình thấy chung là bây giờ nói là nó trọc hết rồi, muốn phục xanh rồi trọc. Chẳng như là vấn đề mà nếu mà nhà nước mà giao đất cho mình trồng rừng đó, thì mình nghĩ đó là một cái có thể nói là cái thế mạnh. Và cũng muốn là một cái mình sở thích như vậy thì nó sẽ thành công. Thực tế thì trên cái tuyến đường mà Linh Mục đã làm á, thì đối với địa phương cũng rất là nhiều khó khăn. Tại vì cái đường hiện trạng của khu vực này là chỉ khoảng 2,5 m đến 3 m. Thì Linh Mục đã trực tiếp là người vận động người dân. Người dân thấy được cái lợi ích thiết thực của người ta sẵn sàng hiến đất cho Linh Mục cùng với địa phương để làm cái đường này. Và bây giờ con đường mở ra rất là khang trang, từ 6 đến 7 mét, thậm chí là có cả cống nữa thì đến cả 8 mét. Chẳng ngày nào mà Linh Mục Dương Công Hồ không có mặt ở công trình đang thi công, hỏi han động viên bà con. Theo phương thức là vận động người dân, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, các doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện thi công. Người dân đóng góp công sức, kiểm tra, giám sát quá trình thi công. Các trục đường liên xóm, liên tổ dân phố hay các vỉa hè sạch đẹp trên địa bàn phường Lộc Tiến đã từng ngày được hình thành nên, góp phần cho phong trào xây dựng nông thôn mới của thành phố Bảo Lộc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh thơ mộng và quyến rũ về thành phố Đà Lạt khi được ngắm nhìn từ trên cao vẫn đang để lại trong lòng Thanh Hải rất là nhiều cảm xúc thật là đẹp. Và Thanh Hải cảm thấy thật là may mắn khi mình cũng như là rất là nhiều người đã được sinh ra tại vùng đất cao nguyên xinh đẹp này. Vâng, Đà Lạt không chỉ đẹp qua hình ảnh mà Đà Lạt còn chính là nguồn cảm hứng để cho các nhạc sĩ sáng tác ra những ca khúc bất hủ. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin gửi tặng đến quý vị và các bạn ca khúc Đà Lạt Hoàng Hôn. Thank you.
vắt xe tâm hồn người đi trong bóng cô đơn. Khách xưa tìm đến thành phố ngàn thờ, nhặt hoa thấy lòng buồn không bên bờ. Gần nhau xa nhau mấy nỗi, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Gần nhau xa nhau mấy nỗi, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Gần nhau xa nhau mấy nỗi, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu thật thiết tha và ngọt ngào về thành phố Đà Lạt xinh đẹp mộng mơ đã kết thúc chương trình Bình Minh Cao Nguyên ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị cùng với chương trình. Quý vị có thể xem lại chương trình vào lúc 16 giờ 15 cùng ngày hoặc tại hai trang thông tin điện tử lamdongtv.vn và tại trang YouTube youtube.com/lamdongtv. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.